Sea to Sky, đây là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng của thành phố Vancouver, BC ở Canada đây. Đó, sẽ đi lên trên mấy cái dãy núi đây. Đây, chị Hòa đang có mặt tại Vancouver, BC, Canada đây. Nói vài lời chào gia đình đây cho chị Hòa. Mắc cỡ trời lớn rồi. Đây, cả nhà sẽ vô cái này là gọi là gì ở Việt Nam á? Emily, selfie. Hurry up. Smile up here. Okay. Oh, right here, right there, man. Wow, that's good. Oh, lên nữa kìa. Oh, yeah. 10 phút mà. It gives you a 10 minute drive, right? Trời ơi. 10 phút, right? Nó nói vậy. Mày giống như lên đồng mày đó. Mày nhìn đây đẹp nè. Thằng bỏ công đi nha. Xe ai thối vô vậy? Nó ăn quay đi. Lát hồi lên đây á, lên đây nó có một chỗ rất là đặc biệt. Chỉ có mẹ có dám hay không thôi. Ừ, lên đây rồi. Look, nó có chỗ rất đặc biệt. Chứ là mày có dám đi hay không? Chưa rễ. Ồ, bên không nè, cái núi nè không? Ồ, oh, wow, đẹp nó quá. Nó có đường đi nè. Nó có đường đi. Yeah, đường đi có để mình tới á. Oh my god. You want me to jump in here? No. ngồi đây không thấy thốn ruột à? Ha. Thốn ruột thì cái kia. Chống mặt có. Chống mặt á. Just close my eyes. Nhìn đây nè. All the snow up here. And then you have to ride, look, you have to ride more. Okay. What? Okay. Okay, you have to ride some more. See? Up here, and then you have to ride all the way up okay, to the top there. Okay. Nice, huh? Wow, so beautiful. Nó đi đây. Nó thả người ở đâu mà có cái nó đi xuống xe không à? Cái mình đi xuống nữa. Em ơi, đi lên cái xe đó đi xuống. Nó 2 triệu đó, nó tới cái nhà đó là cái chặng. À. Mình vô đó mình chụp hình này nọ đó, xung quanh là núi tuyết rồi cảnh đẹp lắm. À. Các bạn đang xem cái cáp treo ở Vancouver đó nha. Sea to Sky nổi tiếng tại Canada. Vancouver là một cái thành phố nằm ở phía tây Canada. Vancouver, BC. Bây giờ là cái cáp treo sắp tới cái địa điểm xuống để đi hai kênh trên đỉnh núi này đây. Thank you.
giờ cả nhà bắt đầu hiking nha, đi lên đỉnh núi tình yêu của Vancouver BC. Đây chung quanh vẫn thấy còn tuyết nha, quá đẹp à. Xa có ai thấy không, đôi tình nhân đang ngồi công viên nhà đó. Đây cặp tình nhân đang ngồi công viên nha, bắt gặp nha. Hello, hello Emily, welcome to Vancouver BC. Bây giờ là 2 giờ rưỡi chiều rồi. Đây, gia đình Hải Tường và Quang Tường nghe là đang ăn lần với cái triệu đô la view đó nha. Trời ơi, nghe là phải đi từ Portland tới đây cả gần hết ngày trời lên đây rồi với được thưởng thức cái món ăn mà trên ngọn núi này nha. Đây kìa, thấy không, xa xa là ngọn núi đấy. Đấy, về phía sâu phía dưới này đó, đó thấy không, à, giống như biển hồ rồi đó, có tuyết còn rơi đây, à, xa xa là có những cáp treo á, nó đang đi lên đấy. Đây là cái triệu view đó nha, triệu đô la. Ok, enjoy. Daddy, come on.